shopacre24.com, nơi bán hàng uy tín và chất lượng. Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Đệ Tử ha. Hôm nay tụi mình cùng nhau chém gió trên một cái đoạn clip mà nhà anh em sẵn có một số chuyện muốn hỏi thăm anh em luôn. Ở một cô gái với ngoại hình rất là ngộ nghĩnh ngây thơ, cô ta đang cầm cho mình cái điện thoại và bá lửa. Sau đó thì cô ta nói lên cho mình những cái tâm sự. Đó, gió về nè, không ai đưa đi chơi, điện thoại không thể nào selfie, chụp hình xấu, làm sao bây giờ? Đó, đó cũng chính là tâm sự của tôi. Sau đó, Thánh Venezin xuất hiện với một cái thân hình khá là mẩm mỉm và thú vị. Đó, xe Winner, iPhone X. Thật sự mà nói, Rana Lee Vương họ đầu tư cực kỳ mạnh luôn. Khi mà có những cái sự kiện này ra là họ bao giờ không muốn chơi iPhone X. Đó, hoặc là xe Exciter, Winner, có khi SH luôn. Những chiếc xe mà phải nói là nó thuộc cái tầng lớp cao cấp phổ thông của Việt Nam, họ chi cực kỳ đậm cho chúng ta luôn, đúng không ạ? Đó, bây giờ thì cô ta đổi cái trang phục rồi, nhìn nó đẹp hơn nha. Đúng là ông bà ta nói người đẹp nó nhờ lụa, đúng không? Cùng chơi liên quân với em nhá. Phải nói thiệt, cái gì đây? Có game nào vừa hay vừa miễn phí lại còn nhiều quà không? Đậu xanh. Đậu xanh. Thanh niên. Tự nhiên cái đang chơi game, cái nhỏ nào lại dục cái bánh kem vô mặt. Rồi nó hỏi có game nào chơi hay không. Gặp tôi là tôi đánh cho bỏ bú anh em ạ. Xung nha. Sorry nha. Nói đánh bỏ bú vậy thôi, chủ vui vui thôi chứ không có vụ đó đâu anh em ạ. Thôi các bạn lại nói mình bủ phu nữa. Cái đoạn beat này hay nha. Lợi ích trong thực chất. Winner trong thực ngầu. Phải chi mà nó tặng iPhone X Max ha. Kỳ đã. À quên nữa, không biết là hôm nay là ngày 21 tháng 10, mấy anh em có nhận được tướng với lại trang phục miễn phí chưa nha. Đó, bữa nay tranh thủ vào nhận nhẹ cái đi nha anh em. Cơ hội lâu lâu thì nó tặng tướng miễn phí mà chúng ta không làm gì nhiều, chỉ cần đăng nhập vô game là lụm con tướng rồi, đúng không? Đó, hãy cố gắng tranh thủ và lấy những con tướng đó để đấu sẵn. Nhìn ba lắc mông kìa. Cái tướng mà này nhìn giống giống yêu cũ nha. Thôi chúc anh em nhận quà thành công nha. Ngày hôm nay sao em buồn ghê, khi gió lạnh chợt lại ùa về. Bao tháng ngày rồi em vẫn ê, chẳng ai đưa em đi dạo trên đề. Điện thoại cũng chẳng có để selfie, điện thoại em chú ui thật sâu khe. Ôi làm sao giờ, đừng để em cứ mãi hoài mong chờ. Người con trai liên quân nhét anh ơi, em yêu anh mất rồi. Chơi và nhận quà cùng em vào ngày 21 tháng 10, cùng giao phố trên xe lợi ích, mình chơi xa trên xe Winner, cùng giao phí trên iPhone X. Tuyệt vời thế, việc gì mà đợi chờ. Thêm tay nghe và thêm là GBL, nhận thêm tiện email nghe thật vui phải không nào. Thêm trang phục miễn phí, cùng chơi liên quân với em đi. 21 tháng 10 nhé anh, chơi liên quân nhận quà đợi chờ gì. 21 tháng 10 cùng chơi liên quân với em. 21 tháng 10 cùng chơi liên quân với em. 21 tháng 10 cùng chơi liên quân với em. 21 tháng 10 cùng chơi liên quân với em nhé. Lên giết nó. Có game nào vừa hay vừa miễn phí lại còn nhiều quà không? Đoán xem. Don't worry, Linh Quang Mobile have so many gifts. You just play game and take it easy. Linh Quang Mobile vui ghê, quả thật cool và miễn chê. 21 tháng 10 nhớ chơi và nhận lấy những phần quà bạn ấy. Xe lợi ích trong thực chất, xe Winner trong thực ngầu. Tay cầm iPhone X, em nào em lấy trông cũng gật đầu. Nhận tay nghe beat thật sang, nghe nhạc không phải phàn nàn. Sốc xình loại JBL, cứ đàn này là quẩy cả làng. Tự Illumia đấy, như thật mà đẹp ngất ngây. Trang phục miễn phí toàn server, nào anh em hãy cùng đến đây. Hey. Quẩy lên dãy này nào. 21 tháng 10 cùng đến nhận quà. Nhận luôn
nhận luôn nào. Ngày hôm nay số em buồn ghê, khi gió lạnh chợt lại ùa về. Bao tháng ngày số em vẫn ê, chẳng ai đưa em đi dạo trên này. Điện thoại cũng chẳng có để selfie, điện thoại em chủ ưu thật sâu ghê. Ôi làm sao làm sao làm sao giờ, đừng để em cứ mơ hoài mong chờ. Nụ cười trên miệng quấn lấy anh ơi, em yêu anh mất rồi. Chơi và nhận quà cùng em vào ngày 21 tháng 10, cùng giao phố trên xe LX, mình chơi xa trên xe Winner, cùng selfie trên iPhone X. Tuyệt vời thế việc gì mà đợi chờ. Thêm tay nghe và thêm là GBL, nhận thêm tiệc email mình là thật vui phải không nào. Thêm cho phùng miễn phí, cùng chơi liên quân với em đi. 21 tháng 10 nhé anh, chơi liên quân nhận quà đợi chờ gì. 21 tháng 10 cùng chơi liên quân với em. 21 tháng 10 cùng chơi liên quân với em. 21 tháng 10 cùng chơi liên quân với em. 21 tháng 10 cùng chơi liên quân với em nhé. Lên lên lên, giết nó. Có game nào vừa hay vừa miễn phí lại còn nhiều quà không? Đoán xem. Don't worry, Linh Quang Mobile have so many gifts. You just play game and take it easy. Liên Quân Mobile vui ghê, quà thật cool và miễn chê. 21 tháng 10 nhớ chơi và nhận lấy những phần quà bạn nè. Xe LX trông thật chất, xe Winner trông thật ngầu. Tay cầm iPhone X, em nào em lấy trông cũng gật đầu. Nhận tay nghe beat thật sàng, nghe nhạc không phải phàn nàn. Sắp sinh loa JBL cứ đàn này là quẩy cả làng. Tự Illumia đấy, như thật mà đẹp ngất ngây. Trang phục miễn phí toàn server, nào anh em hãy cùng đến đây. Hay 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 hay, quẩy lên dãy này nào. 21 tháng 10 cùng đến nhận quà. Nhận luôn, nhận luôn nào. Ngày hôm nay số em buồn ghê, khi gió lạnh chợt lại ùa về. Bao tháng ngày số em vẫn ê, chẳng ai đưa em đi dạo trên này. Điện thoại cũng chẳng có để selfie, điện thoại em chủ ưu thật sâu ghê. Ôi làm sao giờ, đừng để em cứ mơ hoài mong chờ. Nụ cười trên miệng quấn lấy anh ơi, em yêu anh mất rồi. Chơi và nhận quà cùng em vào ngày 21 tháng 10, cùng giao phố trên xe LX, mình chơi xa trên xe Winner, cùng selfie trên iPhone X. Tuyệt vời thế việc gì mà đợi chờ. Thêm tay nghe và thêm là GBL, nhận thêm tiệc email mình là thật vui phải không nào. Thêm cho phùng miễn phí, cùng chơi liên quân với em đi. 21 tháng 10 nhé anh, chơi liên quân nhận quà đợi chờ gì. 21 tháng 10 cùng chơi liên quân với em. 21 tháng 10 cùng chơi liên quân với em. 21 tháng 10 cùng chơi liên quân với em. 21 tháng 10 cùng chơi liên quân với em nhé. Lên lên lên, giết nó. Có game nào vừa hay vừa miễn phí lại còn nhiều quà không? Đoán xem. Don't worry, Linh Quang Mobile have so many gifts. You just play game and take it easy. Liên Quân Mobile vui ghê, quà thật cool và miễn chê. 21 tháng 10 nhớ chơi và nhận lấy những phần quà bạn nè. Xe LX trông thật chất, xe Winner trông thật ngầu. Tay cầm iPhone X, em nào em lấy trông cũng gật đầu. Nhận tay nghe beat thật sàng, nghe nhạc không phải phàn nàn. Sắp sinh loa JBL cứ đàn này là quẩy cả làng. Tự Illumia đấy, như thật mà đẹp ngất ngây. Trang phục miễn phí toàn server, nào anh em hãy cùng đến đây. Hay 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 hay, quẩy lên dãy này nào. 21 tháng 10 cùng đến nhận quà. Nhận luôn,
nhận luôn nào.